Ban biên tập xin được lời chào và gặp lại đến quý khán thính giả đang luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thực sự hữu ích để quý vị và các bạn có những phút giây thực sự thoải mái sau những giờ làm việc đầy căng thẳng. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ. Với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc gần đây đã trải qua thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ cao và hạn hán ở phía Nam, mưa lớn và lũ lụt ở phía Bắc, lũ quét ở huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải, khiến ít nhất khoảng gần 20 người chết và hơn 40 người mất tích. Mưa lớn ở Bắc Kinh, Nội Mông và nhiều nơi khác, Tứ Xuyên, Trùng Khánh và nhiều nơi khác tiếp tục hứng chịu thời tiết nhiệt độ cao. Một số khu vực còn lên tới hơn 41 độ C. Cơ quan khí tượng Trung ương Trung Quốc cảnh báo mưa lớn xuất hiện từ lúc 6 giờ chiều thứ Tư. Dự kiến từ 8 giờ tối thứ Tư tới 8 giờ tối thứ Năm, khu vực Trung và Nam Nội Mông, Đông của Ninh Hạ, Bắc của Thiểm Tây, Bắc của Sơn Tây, Trung và Bắc của Hà Bắc, Bắc Kinh có mưa to đến rất to. Trong số đó có những trận mưa lớn từ 130 đến 220mm ở khu vực miền Trung và miền Nam Nội Mông, Bắc Sơn Tây. Một số khu vực đi kèm với thời tiết đối lưu mạnh như mưa lớn trong thời gian ngắn, dông bão và gió giật mạnh. Theo trang web của Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Thanh Hải, vào lúc 7 giờ 03 phút sáng ngày thứ Năm, một trận lũ quét tại huyện Đại Đồng, thành phố Tây Ninh khiến gần 10 người chết và hơn 30 người mất tích. Sau đó, số liệu cập nhật chính thức cho thấy tính đến 12 giờ trưa thứ Năm đã có 20 người chết, 40 người mất tích và 6.954 người trong 1.671 hộ gia đình ở 7 thôn thuộc 3 thị trấn bị ảnh hưởng. Đoạn video trên mạng cho thấy lũ cuốn, một số ô tô bị lũ cuốn lật úp nửa thân xe, một số tuyến đường bị ngập, hư hỏng nền đường. Sáng thứ Năm, nhân viên Cục Quản lý Khẩn cấp huyện Đại Đồng cho biết vụ việc xảy ra vào lúc 1 giờ sáng hôm thứ Năm, chủ yếu ở hai thị trấn Thanh Lâm và Thanh Sơn. Cư dân mạng thở dài, biến đổi khí hậu hiện nay khắc nghiệt đến mực nước ở các con sông Trùng Khánh, các khu vực khác ở phía Nam đã giảm xuống hoặc thậm chí ngừng chảy. Ở phía Bắc thì có lũ lụt, ở phía Bắc Thiểm Tây cũng có một trận lũ quét. Tuần trước các con đập đã bị cuốn trôi, còn các con đường thì bị ngập lụt. Bộ Thủy lợi và Cơ quan Khí tượng Trung ương Trung Quốc phối hợp đưa ra cảnh báo lũ quét vào lúc 18 giờ chiều thứ Tư. Dự kiến từ 8 giờ ngày thứ Tư đến 20 giờ ngày tối thứ Năm, nhiều khả năng lũ quét sẽ xảy ra trong khu vực phía Tây Bắc Kinh, Bắc của Hà Bắc, Bắc của Sơn Tây, Nam của Nội Mông và Bắc Thiểm Tây. Trong số đó, các thảm họa núi lửa cục bộ có khả năng xảy ra ở Bắc Hà Bắc, Bắc Sơn Tây, Đông Nam của Nội Mông và Bắc Thiểm Tây. Từ thứ Tư đến thứ Sáu, lũ lụt có nguy cơ vượt mức nước cảnh báo tại Nội Mông và một số sông vừa và nhỏ ở Bắc Sơn Tây, Trung và Đông Nam của Liêu Ninh. Hôm thứ Hai, người dân thị trấn Trường Câu Hà, huyện Hán Trung Miên, tỉnh Thiểm Tây đang nướng thịt và chơi đùa dưới nước ở bên hồ bơi thì bất ngờ xảy ra lũ quét đã khiến 8 nam và 4 nữ chết đuối, trong đó một nam sinh viên và một nữ sinh mới 12 tuổi. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, nhiệt độ cao khiến tuyết tan ở Tân Cương, từ hôm thứ Ba đến hôm thứ Năm có hơn 20 con sông bao gồm dòng chính của sông Tarim và các nhánh sông của nó, sông Yang Qiang và sông Asu, sông Quai Gan đã trải qua trận lũ lụt vượt quá mức độ cảnh báo. Quận Trung Dương, thành phố Lục Dương, tỉnh Sơn Tây đã bị lũ quét vào hôm thứ Tư. Nhà cửa, đường xá, đất nông nghiệp và một số lượng lớn ô tô bị lũ cuốn trôi. Một trận lũ quét cũng đã xảy ra ở thung lũng Long Cao, tỉnh Tứ Xuyên vào hôm thứ Bảy, đã khiến nhiều du khách không kịp sơ tán và đã bị lũ cuốn trôi. Trong khi đó, ở miền Nam Trung Quốc đã hứng chịu nhiệt độ cao gây ra hạn hán. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ vào nhiều ngày liên tiếp. Người ta ước tính rằng trong ngày thứ Năm, nhiệt độ cao nhất đạt 36 độ C đến 40 độ C ở Nam Thiểm Tây, Hà Nam, Tây Sơn Đông, An Huy, Tây và Nam Giang Tô, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Thượng Hải, Phúc Kiến, Trung và Đông Tứ Xuyên, Trung Khánh, Đông và Bắc Quý Châu, Trung và Bắc Quảng Tây, Bắc Quảng Đông. Ở một số khu vực, nhiệt độ có thể lên tới trên 41 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Đông Hồ Bắc, Trung và Bắc Hồ Nam, trung tâm Giang Tây và hầu hết Chiết Giang sẽ đạt 41 độ C, thậm chí cao hơn vào hôm thứ Năm. Dự báo trong 10 ngày tới, các lưu vực Tứ Xuyên, Giang Sơn, Giang Hoài, Giang Nam và các nơi khác tiếp tục xuất hiện thời tiết nhiệt độ cao. Số ngày nhiệt độ cao ước tính từ 8 ngày đến 10 ngày. Vũ Hán, Hàng Châu, Trường Sa, Nam Sương, Trùng Khánh, Thành Đô, Phúc Châu và những nơi khác sẽ tiếp tục hứng chịu nhiệt độ cao trong 8 ngày tới. Đặc biệt ở Trùng Khánh, có thể có nhiệt độ cao khoảng trên 42 độ C trong vài ngày liên tiếp trong tuần này. Nhiệt độ cao trong thời gian dài đã khiến lưới điện quá tải, gây ra mất điện ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh và nhiều nơi khác. Các trung tâm mua sắm, cao ốc văn phòng, nhà dân và tàu điện ngầm ở thành đô cũng bị mất điện. Các bậc thang của ga tàu điện ngầm Trùng Khánh chật cứng người. Các chủ đề liên quan đến Trùng Khánh nhiệt độ cao, tàu điện ngầm chật kín người liên tục xuất hiện trên danh sách tìm kiếm của Weibo. Kính thưa quý vị, sau khi lưu vực sông Trường Giang bị trận đại hồng thủy trăm năm mới gặp, khu vực này đang trải qua một mùa khô hạn hiếm thấy. Từ khi bước vào mùa đông đến nay, một số nhánh sông Trường Giang xuất hiện hiện tượng nửa khô cạn hoặc đứt dòng chảy. Trong khi đó, mực nước của Hồ Bà Dương là hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc vẫn có xu hướng giảm nhanh.
Theo quan trắc của mạng lưới thủy lợi sông Trường Giang đang trải qua mùa khô hạn trăm năm khó khăn. Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc nằm ở trung lưu sông Trường Giang, bãi cát dưới lòng sông đã lộ ra ở gần đảo Thiên Hương Châu của thành phố này. Theo bài viết trên mạng Sohu gần đây, từ trên không trung nhìn xuống thấy đảo Thiên Hương Châu như một hoang mạc. Những vũng nước nằm ở giữa các gò cát nhấp nhô lên xuống. Trong video quay từ trên cao của cư dân mạng Vũ Hán là Jihe Teng Iwon Deputy, mùa khô trên sông Trường Giang ở đảo Thiên Hương Châu, Vũ Hán xuất hiện một kỳ quan địa hình trăm năm mới gặp. Video cho biết, thế kỷ trước đoạn sông ở đảo Thiên Hương Châu mùa đông tàu bè vẫn có thể qua lại, khi đó nước sông chảy xiết, thường xuyên thấy hàng đàn cá heo bơi qua trên mặt nước. Cư dân mạng này cũng đăng một video khác cho thấy nhánh sông Nhiếp Thủy của Trường Giang đoạn qua quận Hoàng Vi, Vũ Hán, lòng sông chưa đáy, thương tích khắp nơi. Theo video này giới thiệu, vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, sông Nhiếp Thủy bốn mùa tàu bè đều có thể qua lại. Nhưng ở Trung Quốc hiện nay, những dòng sông mà tàu bè có thể qua lại ngày càng ít đi, ngày càng nhiều dòng sông ngoại trừ mùa lũ ra thì còn lại cả năm đều trong tình trạng nửa khô cạn hoặc đứt gãy dòng chảy. Thành phố Kinh Châu nằm ở phía thượng lưu Trường Giang so với Vũ Hán. Cục Hàng hải của thành phố này công bố thông tin nói rằng thời kỳ gần đây do ảnh hưởng của nước ở thượng lưu nên mực nước đoạn Kinh Châu - Trường Giang giảm xuống nhanh chóng. Kể từ ngày cuối tháng 1, mực nước chuẩn cơ bản để thông tàu ở thành phố Trường Giang xa ở mức 2,19m. Chỉ trong vòng một tuần giảm xuống mức 1,4m. Một điều đáng để nhắc nhở là theo mạng thủy lợi Trường Giang, mực nước trong ngày quan sát tại trạm thủy văn Hán Khẩu là 13,98m, là mực nước hiếm thấy kể từ khi có ghi chép về thủy văn 145 năm trước đây. Còn theo thông tin công bố mấy ngày trước của mạng thủy văn Trường Giang, mực nước quan sát được ở trạm thủy văn Hán Khẩu là 14,56m, gần tiếp cận với mực nước năm 2008. Ngoài ra, bài viết của China News gần đây chủ yếu nói về tình hình gần đây và mùa khô ở đoạn Nam Sương của nhánh sông Cống Giang của Trường Giang. Do bước vào mùa khô nên mực nước giảm xuống ở đoạn Nam Sương Giang Tây của Cống Giang. Theo hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy, một vùng lòng sông rộng lớn lộ ra, thậm chí có thể nhìn thấy dưới lòng sông có con đường nhỏ nối hai bờ. Cống Giang nằm ở bờ nam của trung và hạ lưu sông Trường Giang, dòng sông đầu tiên trong năm dòng sông dẫn vào lưu vực Hồ Bà Dương, là dòng sông lớn nhất ở tỉnh Giang Tây, dài 766 km. Từ năm 2011 đến nay, lượng mưa liên tục ở mức thấp. Mực nước ở trung và hạ lưu Cống Giang đã giảm xuống dưới mức kỷ lục thấp nhất trong lịch sử, đồng thời ảnh hưởng đến việc cung cấp nước cho một số thành phố dọc bên bờ sông. Hiện nay, mực nước Hồ Bà Dương là hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc cũng đang giảm nhanh. Năm 2020, mực nước trạm Tinh Tử Hồ Bà Dương là 9,99 m, thấp hơn mực nước thấp tiêu chuẩn 10 m. Mực nước hiện nay vẫn đang trong xu hướng giảm xuống. Nhưng một năm trước, mực nước tại trạm Đô Sương của Hồ Bà Dương từng xuống dưới đường mực nước cực thấp là 8 mét, kéo dài tới 39 ngày, là thời gian nước cạn dài nhất trong 10 năm trở lại đây. Mấy ngày gần đây, quan chức chính quyền thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang đã đưa ra cảnh báo trên Weibo rằng mùa đông năm nay, thành phố Thiệu Hưng sẽ phải đón một mùa khô điển hình, lượng mưa ít hơn nhiều so với những năm trước. Sáng sớm hôm thứ Năm, mực nước nơi gọi là bể nước lớn nhất của Thiệu Hưng là hồ chứa Thang Phổ đột nhiên giảm xuống mức dưới 7 mét. Theo tin tức từ chính quyền, từ cuối mùa lũ năm 2020 đến nay, lượng mưa trung bình năm của thành phố Thiệu Hưng là 79,5 mm, giảm 60% so với cùng kỳ hàng năm, thấp thứ hai trong lịch sử của thành phố từ trước tới nay. Lượng tích lũy nước ở hồ chứa giảm so với cùng kỳ hàng năm. Một số khu vực xuất hiện dấu hiệu của cấp nước khó khăn. Không lâu trước khi lưu vực sông Trường Giang gặp phải mùa khô hạn hiếm thấy này, khu vực này đã từng trải qua trận lũ lụt trăm năm mới gặp. Chuyên gia thủy lợi Trung Quốc Vương Duy Lạc, hiện đang sống ở Đức, nói với Epoch Times, trước đây, từ năm 1949 đến nay, Trung Quốc có ít nhất 130.000 hồ chứa nước. Tuy xây nhiều hồ chứa nước như vậy, nhưng thiên tai lũ lụt không những không giảm, mà ngược lại còn gia tăng. Cấp độ thiên tai cũng không nhẹ đi mà lại mạnh hơn. Ông nói Trung Quốc vẫn tin vào nhân định thắng thiên, tâm lý đi ngược với quy luật của tự nhiên này, tất yếu sẽ bị thiên nhiên trừng phạt, mà người dân trở thành nạn nhân lớn nhất. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.